Đây là thầy, là thầy giáo của ba em đang học theo trường mình đúng không thầy hả? Ba em, dạ. Trường mình là trường gì thầy? Trường hai em bé Đinh Thị Hệ và Đinh Văn Tài đang học trường trung học cơ sở Long Sơn, Minh Long, Quảng Ngãi. Dạ, còn bé kia là? Bé nhỏ là học trường tiểu học. Học trung học cơ sở Long Sơn. Dạ, là cũng ở trường mình luôn đúng không? Ở xã mình luôn đúng không? Tại xã Long Sơn. Dạ. Thì bây giờ thầy, lâu nay thì thầy thấy cái gia cảnh của ba em bé này như thế nào? Nghe nói là cả gia đình này là có, hiện tại là có 5 đứa trẻ mồ côi trong ngôi nhà này đúng không ạ? À, vâng, đúng. Dạ. Thì thấy thì có cuộc sống của các em bây giờ ra sao từ khi mà bố mẹ em qua đời? Thì khi bố mẹ của hai em mà qua đời thì thầy cô cũng đã biết được cái tình hình như thế. Và trước kia thì hai em thì ngoan, vẫn đi học đi làm. Mà khi bố mẹ mất thì chị ba của hai em mà học ở trường trung học lại bỏ học năm ngoái giữa trường ở lớp 8, bỏ học trong kỳ 1. Và sau đó thì các thầy cô rồi cũng đến động viên rồi vận động em để ra lớp. Nhưng mà em hồi đó là học lớp 8 mà bỏ giữa trường đó. Là nghe nó kêu là mẹ mất, em không còn cái tâm trạng để đi học, thì thôi để nghỉ đi làm kiếm ngày công để giúp cho ba em, ba em nhỏ. Và trước cái tình hình đó thì sau đến gần cuối năm thì tháng 10 thì nghe, thì lại nghe tin là ông bố bị mất nữa. Vậy thì khi mà bé Hành bỏ học rồi thì lại có hai con bé thì nhập học ở trường cấp 2, thì là bố bị mất nữa thì cũng là cái trường hợp nhà đó luôn. Vậy thì trường đã biết quá rõ về hoàn cảnh của những em học sinh này rồi, thì nhà trường cũng đến thăm nhà, rồi là những lúc có cái chương trình hỗ trợ trợ cấp cho học sinh thì nhà trường cũng xem xét và tạo điều kiện cấp cho những em Tài với em Hệ là những cái số quà nào đó, thì vẫn có như vậy. Rồi cho đến bây giờ thì khi mà bạn chị em Hạnh mà nghỉ học rồi thì còn lại hai em này, thì nhà trường vẫn đến thăm rồi là huy động cái quyền đóng góp nho nhỏ nào đó thì giúp đỡ hai em cố gắng đến lớp đi học cho nó đều đặn hơn, với hình thức là quyên góp mỗi cán bộ giáo viên là một ít nào đó bỏ vô. Mà theo biết thì hiện nay đã góp được là một tháng là nuôi được hai em Hệ với em Tài là 500.000 đồng trên một tháng. Như vậy là trước kia thì chị gái trước là cũng học trường mình. Như vậy là nhà đây có tới 5 đứa trẻ mồ côi luôn đúng không ạ? Đúng rồi. Thế thì anh trai đầu năm nay 20 tuổi trước đây có học ở trường mình không? À, trai đầu thì trước đây thì không có học trường mình. Dạ. Mà là có lẽ chắc cũng nghỉ học lâu rồi. À, nghỉ học sớm luôn. Thế bây giờ thầy, theo thầy thì cái khó nhất hiện nay để mà duy trì cái việc học của các em cũng như là cái sinh sống hàng ngày của các em là đừng thiếu thốn cái gì nhất, mà cần là phải cộng đồng mày có cái việc quan tâm để làm sao nó giúp các em có điều kiện tốt hơn. Với cái điều kiện mà hoàn cảnh khó khăn như thế này thì theo thầy thì thứ nhất là mình làm sao mà để giữ được hai em này là đến lớp thường xuyên được. Và muốn đến lớp thường xuyên được thì cần phải có cái sự trợ giúp, trợ cấp để giúp đỡ về cái hoàn cảnh của em này, để hai em có thể là cùng với các bạn hàng ngày đến lớp vui vẻ ăn học. Và lúc đó mới có thể là hoàn thành được cái chương trình ăn học nếu quý vị về cho mùa chữ. Như với cái hoàn cảnh của gia đình của năm bé đây thì nếu bây giờ mình buông lai ra thì liệu rằng cái việc đến trường của em nó sẽ gặp khó khăn và nguy cơ thất học của ba đứa trẻ này như thế nào? Với cái hoàn cảnh như thế thì sẽ
là nguy cơ hai em này sẽ có thể là bỏ học giữa trường. Ba em đó, thầy ba em có thể là bỏ học. Hai em là học ở trường thầy và một em ở trường tiểu học. Thì sẽ là nguy cơ hai em sẽ bỏ học giữa trường giống như chị của nó, có thể là như vậy. Và nếu chúng ta không có một cái biện pháp hỗ trợ và giúp đỡ một cái nào đó thì sẽ có thể là như thế. Như vậy cậu thì có cái điều kiện để nuôi tốt các em không, là cũng thiếu thốn? Cái điều kiện để nuôi các em để tốt thì chắc vẫn còn thiếu thốn, và cái nếu mà có cái trợ cấp nào đó và sát cánh với nó xuyên suốt luôn thì có thể những em này sẽ có thể là theo học suốt hết chương trình, có thể là như vậy. Bởi vì hiện tại các em đều rất ngoan, chăm, hiền. Như vậy thì với thầy thì thầy mong muốn cái gì nhất cho gia đình của những đứa trẻ này? Theo thầy thì mong muốn nhất là có một cái chính sách nào đó hỗ trợ thực tế và cần thiết, nó phù hợp với cái hoàn cảnh gia đình này, là mong muốn như vậy. Thế là lâu nay thầy cô giáo mình vẫn duy trì cái câu chuyện mà quyên góp để mà giúp cho cái việc học của các em? Vâng, vẫn duy trì. Là mình đóng góp theo hình thức gì? Đóng góp theo hình thức, theo quý. Một quý là các giáo viên cùng bỏ vô nó rồi giao cho tổng phụ trách rồi sẽ gửi hoàn thành. Vậy là cái số tiền là 500 ngàn một tháng cho hai em, là mỗi em 250 ngàn. Như vậy thì mình hỗ trợ bằng cái cách là tiền mặt hay là mình hỗ trợ bằng cái gì này? Bằng tiền mặt. Hỗ trợ các em để về cho cậu có thể là lo cái ăn với các em. Còn học hành đó, học phí rồi thì sao? Học hành, học phí thì ở trên mình đây là hoàn với cái trường hợp hộ nghèo thì cũng không đóng học phí. Miễn học phí và trong vùng khó khăn thì nói chung là trên này là không đóng học phí. Học thêm thì sao? Thầy cô có miễn dẫn các em? Các em vẫn đi học thêm bình thường. Là miễn phí hết không? Không miễn phí. Dạ thì còn tốt ha. Thầy ơi, con có muốn đi học tới khi mà hết 12 không? Không. Nó học đại học không? Muốn học tới hết đại học luôn hả con? Con được học sinh tiên tiến không? Học được không thầy? Bé Hè học được không? Bé Hè học cũng được. Học cũng được. Được. Ủa bé kia học được không con? Bé gì? Trung bình. Trung bình hả con? Đáng học chứ. Tài học được học sinh tiên tiến không Tài? Được tiên tiến hả? Mua giải giỏi quá.